vì hắn cái đầu này run buộc thẳng vào bánh lồng này. Ông đang đi nó bổ ra đây phát một cắn đầu dây kia. Đấy, anh ngoắc thẳng dây này giật căng vào bánh lồng nên là được. Để tì nó đi. Đấy, nó bổ ra này nó bắt này. À, có cái tăng đơ đấy giật thì còn nói. Đây, con này về Hải Phòng đây. Saturn X20 này. Cày 4 chảo. Bổ vào đây. Đấy. Chú. Cháy đấy. Cháy cái gì chú? Cháy chỗ thấp đấy. À, dạ. Giật cả mình. Đấy, anh bổ đấy, đấy. Được. Được, được, thoải mái. Không thì đây, anh ngoắc hẳn bên dưới này. Không rồi, đây buồn ở đây, đúng rồi. Bổ thẳng vào góc này. Không, nó đổ bên này ngon hơn này. Cái này ngon hơn. Quái gì? Có cái tăng đấy tiện thì bao nhiêu đấy? Đấy, móc xuống dưới, móc hẳn nó gầm đấy chứ. Vọt đấy, vọt đấy. Chưa, chưa. Rồi. Không cho căng lên tí nữa cũng được. Thôi, tối rồi. Tối rồi. Sao lại không chụp được thế?